những môn thi Việt Nam giành huy chương đầu ngày 26 tháng 9. Các bài thi và vận động viên Việt Nam giành huy chương cập nhật đầu ngày 26 tháng 9. Thưa quý vị, trong ngày 25 tháng 9, ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASEAN 19, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng khi giành được 4 huy chương. Trong đó, chúng ta đã giành được một tấm huy chương bạc đầu tiên cùng 3 huy chương đồng tại ASEAN 2023. Cụ thể, xạ thủ Ngô Hữu Vương đã xuất sắc giành vị trí thứ nhì nội dung bắn 10m súng trường hơi mục tiêu di động cá nhân nam để giành huy chương bạc. 4 vận động viên Bùi Thị Thu Hiền, Lương Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo giành huy chương đồng môn trao in nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo. Tiếp tục là trao in mang về thêm một huy chương đồng nữa ở nội dung thuyền 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo với đội 8 vận động viên Đinh Thị Hào, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Triệt. Ở nội dung đối kháng đồng đội nam nữ, Bạch Thị Xuyên, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo khai giành huy chương đồng sau khi thua các vận động viên Trung Quốc ở bán kết. Tính đến thời điểm hiện tại sau 2 ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng